Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Không Không Nghệ. Thì trên tay mình đây đó chính là một chiếc sạc dự phòng lên đến 30.000 mAh của Baseus có tên là Power Bank. Vậy tại sao Baseus lại ví nó như là một trạm điện cầm tay và nó có gì đặc biệt thì mình sẽ nói trong cái clip này nha. Và bây giờ thì vào việc luôn nha. Đầu tiên là về vỏ hộp thì Baseus cũng cho chúng ta thấy được cái ngoại hình của chiếc sạc này như thế nào nè. Bên cạnh đó là một số thông tin cực kỳ ấn tượng như là dung lượng là 30.000 mAh, một con số khá là lớn nên dẫn theo trọng lượng của nó cũng rất là nặng luôn nha anh em. Đó, anh em có thấy gì không? Không có lầm đâu nha, đây chính là công nghệ hỗ trợ sạc nhanh lên đến 65W và có thể sạc được cho cả MacBook và laptop luôn nha. Về phía mặt sau là những thông tin chi tiết về các cổng trên chiếc sạc dự phòng này. Cái này một lát mình sẽ nói chi tiết khi mình mở hộp nha. Còn bây giờ không để anh em đợi lâu nữa, mình mở hộp luôn nha. Rồi, bên trong bao gồm một chiếc sạc dự phòng được bao bọc khá là kỹ nha anh em. Nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Rồi, bao gồm một cái cổng cáp C2C. Và theo mình cảm nhận, mình đánh giá nha, cổng cáp này rất là đẹp và rất là dày luôn. Đó, tiếp theo là một cái sách hướng dẫn. Và mình có để ý á, là những sản phẩm gần đây của Baseus á, có tặng kèm một cái stick này khi để cho chúng ta dán lên trên thiết bị chúng ta á, nhìn cho nó cute á. Nhưng mà mình á, đã lớn rồi, mình không còn xài này nữa nên mình sẽ quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay. Đây là nhân vật chính chúng ta, chiếc sạc dự phòng Baseus. Và cái ấn tượng đầu tiên của mình nha, không phải là về mặt thiết kế mà về mặt cân nặng. Đây là lần đầu tiên mà mình được cầm một cục sạc dự phòng mình nặng đến như vậy nha. Vì nó đến 30.000 mAh nên cầm rất là đầm tay và cũng cực kỳ phù hợp đối với những chị em đang cần đi đánh tiểu tam đó. Điểm nhấn ở đây là một chiếc màn hình hiển thị phần trăm pin cực kỳ ấn tượng. Và bấm cái nút nguồn bên hông á, nó sẽ hiển thị phần trăm pin. Và theo cá nhân mình nha, thì mình cảm thấy nó hơi mờ. Nhưng mà nhìn vẫn khá là ổn nha anh em. Thì mặt trước và sau được làm từ mặt nhám nè, sẽ giải quyết được tình trạng bám vân tay và nhìn rất là thẩm mỹ luôn. Phía dưới này là một con số 65W to đùng luôn để thể hiện tính năng sạc nhanh là 65W, ai nhìn vào là nhận ra ngay. Phía dưới này là những thông tin cơ bản của thiết bị, còn phía trên là tất cả các cổng được trang bị trên chiếc sạc dự phòng này. Đó, anh em có thể thấy nè, bao gồm 4 cổng USB out. Thì anh em có thắc mắc là tại sao cái cổng USB out thứ tư nó lại có màu cam hay không? Vì Baseus trang bị sạc nhanh lên đến 30W trên cổng này. Thì hiện tại sạc nhanh á, 30W thì sẽ có Xiaomi nè, rồi Huawei nè. Rồi, tiếp theo là sẽ có một cổng Lightning và một cổng Micro dùng để sạc điện vào. Và đặc biệt nhất đó chính là cổng USB Type-C này. Tại sao nó lại có nhiều cổng như vậy? Thì cái lý do chính á, là dù anh em có xài bất kỳ sạc nào đi chăng nữa thì anh em sẽ dùng chính cái sợi cáp đó để sạc vào cho cục sạc này hoặc là sạc ra cho thiết bị của anh em. Cực kỳ tiện lợi luôn mà không cần phải mang theo quá nhiều dây cáp sạc. Điểm mạnh của chiếc sạc dự phòng này á, là nó có thể sạc được 5 cái thiết bị cùng một lúc. Nên mình nghĩ sẽ cực kỳ phù hợp đối với những gia đình hay đi du lịch nè. Vì nó có thể sạc cùng lúc 5 cái chiếc điện thoại của gia đình bạn luôn. Sau đó tối về chúng ta chỉ cần sạc pin lại cho mỗi cục sạc này thôi. Sáng hôm sau đầy đủ nguồn điện và chúng ta tiếp tục đi chơi mà không cần phải lo lắng là trong ngày nó sẽ hết pin điện thoại của mình. Đó, cực kỳ tiện lợi đúng không? Và đây chính là câu trả lời đanh thép của Baseus khi Baseus đặt tên nó là trạm điện cầm tay. Chưa hết đâu, đó chỉ là một phần thôi. Cái tính năng mà mình cảm thấy ngon nhất trên chiếc sạc dự phòng này là nó có thể sạc được cho cả MacBook và laptop đó. Vâng, anh em không có nghe làm đâu, để mình test cho em coi luôn nè. Và đúng như cái cách mà Baseus đặt tên cho chiếc sạc dự phòng này là Power Bank và với mức giá chỉ tầm 1 triệu thôi thì mình nghĩ đây là một chiếc sạc dự phòng cực kỳ tuyệt vời khi nó có thể sạc được MacBook nè, laptop nè hoặc là có thể sạc cùng lúc 5 thiết bị của anh em luôn nên sẽ cực kỳ phù hợp đối với những anh em hay đi du lịch hay đi công tác xa nữa là đúng không? Rồi và nếu như anh em quan tâm thì mình có để đường link dưới phần mô tả. Đây là một trong những nơi bán hàng chính hãng uy tín hàng đầu của Việt Nam và đừng quên để lại cho Khánh một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhiều cái sản phẩm của Khánh hơn nữa nha.